món nha. Ở đây món nào mắc nhất em? Món nào mắc nhất là chắc ngon đó. Ngon. Rồi. Bên em mà cái nào là ngon. Best seller đó? Best seller thì bên em gồm có cái bò bên em xong. Tôm sống. Bò trứng gà. Lấy hết cho chị. Menu có nhiều lý hơn. Lấy hết best seller cho chị. Có món nào mà ăn không trời son không em? Còn gọn gái á, không có đem son nào, không có đem son. Có cơm nè, ăn no chắc bụng. Cơm về nhà ăn chị. Mình tới quán mình đi nhậu là mình phải ăn cái món của quán. Thôi ăn món khác. Có lẩu đồ húp luôn. Có lẩu chim cay sẵn. Dạ, cho anh cái lẩu băng chuyền đi. Dạ, cho anh cái lẩu băng chuyền đi. Dạ, cho anh cái lẩu băng chuyền đi. Chuyền là trong bếp ra đây luôn. Đó luôn. Mày không kìa. Chưa được hết á. Cái lẩu sao mà lấy chuyền miếng mà lại giỏi. Rồi cho trước như đó đi. Rồi. Lấy cử hai kết bia nha. Rồi. Hả? Ok. Ủa, đông lắm hả? Mười mấy 20 người luôn hả? Đâu, mình chị là hết kết rưỡi rồi. Ủa quá à, chị... sao vậy, ba lùi mà. Thấy chị vậy thôi chứ chạy bia rồi. 70% cơ thể chị là rượu mà. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn anh như đó vậy. Để coi đồ ăn tới chưa ta? Đau bụng quá nhịn đó tại chị. Không phát mà đã 10 phút rồi qua. Ôi trời. Tết rồi, tết rồi. Ủa sao nãy là bé nhân viên áo đen mà sao? Đã order là một người khác mà. À, bưng ra phục vụ, phục vụ. Chuyên nghiệp. Nhưng mà... Ủa, xin. Hồi nãy em kêu cái lẩu băng chì xong muốn bưng ra cái... Nó tôm. À, dạ, dạ. Đầu băng cũng bỏ. Không, có nhà. Đâu. Rồi, bây giờ nè, để giải thích. Rồi. Ủa? Vậy? Đâu đây? Vậy? Hồi nãy mình mất cúp chung trời. Gì vậy? Vậy? Bất ngờ vô tri vậy. Bất ngờ. Cái gì vậy? Nó nghe nè. Nhưng mà nó vô lý quá. Hồi nãy order tại order gì? Cái gì? Order là dẹm mà tôm xúc thái có. Mấy cái món đó là cái món đặc trưng của cái nhà hàng này. Có, nhà hàng đã lận ở dưới rồi. Nhà hàng đã lận ở dưới rồi. Ủa chị ơi, tôm mà chị lận. Chị lận nước leo vô. Em nghèo riết em khờ quá. Em ơi, cái nhà hàng này là món là đặc biệt, ở ngoài không có món ngon không mà. Ở đây trên tương tư là bơi trong nước lèo. Với lại nãy món gì như là lẩu gì? Lẩu băng chuyền. Thì hai cái tô này chị truyền từ trong ra cho chị. Chị mới bưng ra đây cho hai đứa em. Mình đàn ông mà sao? Ủa chị hả? Ủa? Để chị cuốn tâm lý lại, chị cất vô trong. Cái giao diện mình đàn không ông phải. Xin chị không vậy? Tại vì ngày xưa á, cái thời mà chị khó khăn nhớ không? Chị giả gáo, chị đang muốn bò. Chị chưa tìm được cái quán, chị chưa tìm được mặt bằng và chưa tìm được cái giới tính cuộc đời chị. Ngày hôm nay chị làm chủ quán rồi, chị dọn quán rồi. Chị mới làm chủ cuộc đời chị. Chị không giả gái nữa, chị làm con trai. Không chị. Chị không những làm chủ quán mà chị còn làm chủ được giới tính của mình. Đúng rồi. Thôi bây giờ á, xin phép nha, cho bưng hai túng bò với lại cái tâm lý của chị cũng bò đi vô. Dạ, dạ, để dạ. Chủ quán tiếp mọi người bằng rồi. cái món của Wanin Zone nha. Oh, yeah. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Thưởng thức có trách nhiệm. Hôm nay có sự xuất hiện của Tuấn Khóe. Nguyên Thảo. Cùng với lại bạn Huệ. Đó, ngày hôm nay là đầy đủ luôn chị nha. Dạ, đâu quá. Khoan. Buông ra, đâu quá. Đi chơi Thảo ơi. Ổn đi ăn chứ đâu có đi chơi. Đi chơi mà vô trò chơi nó ăn. Là cái chương trình có ăn thôi. Chứ không phải là mình đi gọi là đi ăn cho đã rồi đi về. Tại vì lúc mà mời em tới đây nó là ở anh ơi tới đây đi là đúng. Em được ăn từ đầu tới cuối luôn. Nhưng có nói cái gì mở ngoặc nói cái gì không có mở ngoặc với em mới chừa bụng nè. Em ở nhà không có dám ăn gì tới đây để ăn đó. Thật ra chừa bụng là một phần thôi. Biên tập chưa nói với mọi người chừa bụng để ăn, chừa cái khoảng trống trong đầu để đọc những chữ nghĩa em về. Chương trình này rất nhiều chữ nghĩa là sao. Ủa mà đi ăn mà chữ nghĩa gì có ăn phải có kiến thức người ta nói có thật có dược được đạo. Ăn phải có kiến thức nữa đi đúng về. Là hả miệng mất ăn hoài có kiến thức không ăn xong đi về tao nói ăn hầm hồn. Ăn có kiến thức, ăn có lý trí. Về nhà ăn xong mà có kiến thức một bụng kiến thức về cũng gặp với bạn bè nghe. Bởi vậy mới biết là miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Đúng vậy? Rồi đúng rồi. Món ăn mà món sang không nha, không có món nào tồi. Sang không nha.
bây giờ tồi là anh tồi á. Ừ, bạn tồi anh ơi. Thì biết ai tồi hay không á, vô đi, vô bàn ăn đi giờ biết nè. Thể lệ của luật dơ đã là luật là không được sai, được thay đổi nha. Dạ, không dạ. Có tranh chế cãi với lại chủ nhà nha. Chủ quán quy định là luật chơi là chúng ta sẽ gồm có 5 luật. Luật thứ nhất, mỗi người sẽ có một nickname, không được dùng tên khác, gọi là danh xưng riêng, các bạn phạm luật. Thứ hai là mỗi người chỉ được sai 10 lần. Nếu mà sai sẽ ăn một món bất kỳ chấm với lại mayonnaise. Điều thứ ba là mỗi người sẽ không được ăn cái vật khác ngoài đũa. Nếu ăn ngủ hay ăn khóc vô tình cũng sai. Luật thứ tư, mình sẽ không được sử dụng 3 từ sau đây: mời, uống và vô. Đặc biệt là không ăn đồ có thịt bò. Hai người sẽ đặt cho mình mỗi người một cái nickname. Nickname tên khác, không phải là tên Nguyên Thảo hay tên Võ Tấn Phát nữa, tên khác. Anh ơi. Không, tên này khán giả biết, mình cũng thuận miệng tên mà mình không có nghe bao giờ. Won được không? Won nghe. À, còn không là Won là sao? Won là vách tường á. Rồi bức tường đi, bức tường đi. Bức tường đi. Em vững chắc nha. Em vững chắc, em vững chắc. Chắc chắc. Mà bức tường. Cái hình hài này tên gì? Em Tiger. Tiger. Dạ. Tiger. Con cọp á. Năm sau là năm dần á. À, muốn làm con cọp, muốn làm con hổ đúng không? Em muốn ăn lấy anh để với con cọp. À, vậy tao sẽ World với Tiger đúng không? World với Tiger. World Tiger. World Tiger. Bây giờ có World với Tiger, giờ mình lấy tên gì ta? World với Tiger rồi thôi mình nào. Con cọp nhảy qua cái tường, nó vẫn nằm ở trong cái zoo, vẫn trong cái sở thú. Chung chưa? Từ từ. Ghi đi. Thảo, cắt vô tim đi Thảo. Em đang ghi. Rồi, nhớ rồi đó. Vô mời. Bắt đầu. À, mình nâng chén đi chứ hả? Bây giờ quay trở lại đi. Là cái phim Gia Đình Cục Xúc cũng khá là thành công. Dạ. Thắng chưa mà ăn. Thắng chưa mà ăn. Chưa trả lời mà ăn. Ủa vậy? Ủa vậy hả? Buông đũa xuống đi. Ai biết tưởng đâu là gác kiếm đi. Ồ mấy ăn miếng tồi tàn chị Di ơi, bỏ xuống đi. Ê, lựa lắm nha. Lựa là lựa đồ ăn ngon ăn liền. Cái miếng ngọt nhất nè. Bây giờ chia sẻ đi. Ở đây thì mời. Mời. Em mời trước này. Nửa sao cốc nào cũng là mình là người khai thủy 50% nha. Không, một hớp thôi. Anh tới công chuyện khi mà gặp ba lùi rồi. Không. Anh đang nói chuyện với Huệ mà. Sai rồi. Không. À, Huệ. Huệ không có tên mấy cái tên lạ đó. Rồi, thôi. Sai rồi. Thôi, đang khát nước. Mình làm 100% luôn nha. Để bụng đi. Chút xíu nữa mình nhiều cái 100% dữ lắm á. Đây là ngày hôm nay là tết tây rồi. À, đầu năm của 2022 chia sẻ là cái năm ngoái mà thành công trong cái dự án Gia Đình Cuộc Sống chỉ có 3 tập thôi mà hot hết 3 tập. Đâu? Táp thịnh hành luôn. Một năm là 7 tập lận. Nhưng mà 3 tập sau á là hot luôn 3 tập. Táp thịnh hành luôn. Thì một năm vừa qua thì chúng ta cũng đã biết rồi, có quá nhiều những cái sự kiện xảy ra khiến cho chúng ta cảm thấy tích cực có, tiêu cực có. Nhưng đó. Mà Phát rất là may mắn khi có. Ai? Không, mình nói chuyện với khán giả mà. Khán giả biết mình tên gì? Anh Tiger. Nãy mình đòi bằng mút cọp, mình nhào nhào mà. Tiger. Sao tự nhiên mình xưng tên gì nghịch ngợm vậy? Tiger. Là phải uống hả? Uống á, bây giờ hot. Ủa? Ê, vô. Nó nói gì vậy? Hai lần rồi nha. Tự nhiên kêu. Tự ta biết. Có gì kêu. Rồi, bốn hớp luôn rồi đó. Rồi. À, mình có phải chia sẻ tiếp không? Chia sẻ tiếp chứ chưa xong mà. Thì một năm vừa qua thì Tiger đã may mắn có được một cái ekip rất là ủng hộ mình để mà ra được
với series Gia đình Cục Xúc và được tất cả quý vị khán giả đón nhận rất là nồng nhiệt. Hầu như là trộm vía là tập nào cũng lọt top trending hết. Và đó cũng là cái may mắn của Tiger. Dễ gì. Đúng rồi, tập nào á khách xỉnh. Khách celeb xuất hiện cũng hay á. Dạ. Nhưng mà thật ra là Tiger giỏi. Ngủ yên, ngủ yên. Được thôi mà, trên sóng biên kịch vừa sản xuất thôi vừa mà. Làm mọi thứ, mọi thứ hậu kỳ một mình. Tiger làm hết. Thôi. Trời. Phần sau có chị nữa nha. Rồi thì nói chung á là cái phim Gia đình Cục Xúc á nó mang thời điểm đó cưng. Hai này, hey. Nửa chữ là nửa ly. Mới có khương thôi. Chưa có cái dạng ương nhưng mà tôi bắt được liền. Ê sao nó lẹ. Cười thì buông ra cho có nếp nhăn. Cười thì nhìn dịnh lại. Không phải, cười vậy nó gãy phấn. Nó dịnh. Nó rất hình. Gia đình Cục Xúc thì cũng đã mang tới gọi là một cái là giai đoạn cho mọi người coi toàn là những tập phim hài hước vui nhộn đầy tính gọi là kịch tính nhưng mà toàn là năng lượng tích cực cho cái thời điểm mà gọi là trước đó không có vui. Thì năm ngoái là một cái năm gọi là sâu chuỗi lại kết của năm là anh Tiger cho ra một cái dự án phim đầy gọi là tính là hiếu kỳ của mọi người. Nhớ là tập nào thì Du cũng thấy là mọi người đón chờ rất là nhiều luôn, lên cái tác Thịnh Hành, cho nên là Du cũng là chúc mừng phim Gia đình Cục Xúc cũng như là anh Tiger, chị World của tất cả tập thể trong Gia đình Cục Xúc. Rồi thôi mình anh chị. Ra ăn cái đi. Ăn đi. Cái này mình chấm gì anh? Chấm gì cũng được. Ủa? Muốn chấm gì? Alo đũa của Tiger. Ủa nhớ hả? Nhớ chứ trời. Trời ơi. Thấy dài lắm. Vô dẫn mà. Trời ơi thì tưởng là có người. Quên. Mày tao quên nè. Tưởng là thù quá chị em. Mới nói gì vậy? Quơ. Làm gì? Mời nè. Ủa? Chết nhớ già. Nhớ chưa? Nó bay hết rồi. Hồi nãy á là Du á có lấy đôi đũa của Tiger. Nhưng mà Tiger đòi lại chứ Tiger cũng không ăn đũa. Rất là nhạy luôn. Trời ơi. Thôi bây giờ về vì cái sự nhạy của chúng ta mỗi người một miếng đi. Nè Quơ. Không Tiger, Quơ không. Cái này là tấm lòng của Tiger, nếu như mà Quơ không ăn là phần sau là coi như là ba lùi không xuất hiện nữa nha. Không nhưng mà em không muốn lấy cái quyền nhà sản xuất ra để mà trả giá kỳ kèo với diễn viên nhưng mà thật sự là nhưng mà hôm nay cái này là cái tấm lòng của Tiger. Hôm nay là Quơ không có X-Bit. Em cho Quơ 5 giây nha. 5 giây đây là 5 miếng diễn trong vai diễn của mình. Ok. Chịu thôi, sản xuất nói vậy chịu thôi, bây giờ uống rồi chứ sao. là hai ngụm, hai ngụm á. Khoan ăn đi, bây giờ chia sẻ tiếp cho khán giả nghe đi, từ đâu ý tưởng mà ra để làm cái bộ đây nè vậy? Từ những cái con người này nè, đây là những cái đồng nghiệp mà cái nết á, khi mà ở trong hậu trường á, trời ơi, tại vì khán giả thấy là chỉ là những cái sản phẩm, những cái nhân vật, những cái vai diễn thôi. Đúng. Còn cái nết thì của diễn viên ở trong có ai thấy đâu. Trời ơi, nó gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Hay lắm, phải có canh tính cách của mỗi người để nó đo đi đóng dài hết á. Tại vì em diễn ở sân khấu với giới trẻ á, là đa số là diễn viên của Gia đình Cục Xúc là cũng từ đó ra thôi. Thì trong cái lúc mà quá trang với lại mà chờ để ra diễn á, là mọi người hay giỡn với nhau, kiểu nghệ sĩ hay giỡn á, đánh đây nè, vui vẻ á. Đó. Rồi đánh cái quạo. Đó. Đánh cái quạo, cái thấy cục quá, cục xúc quá. Cái là có ý tưởng. Cái là Tiger thấy tại sao những cái nét vui như vậy nè khán giả không được thấy. Thường người ta sẽ viết kịch bản xong hết rồi người ta mới tìm ra một cái tên cho nó phù hợp. Đúng. Còn Tiger là nghĩ ra cái tên cục xúc đầu tiên. Mà một người cục xúc thì nó đã vui rồi. Mà thử tưởng tượng nguyên cái gia đình nó cục xúc thì như thế nào. Tất cả mọi người ai cũng đều cộc cằn cục xúc hết. Thì Tiger nghĩ ra cái tên là Gia đình Cục Xúc. Xong rồi từ cái tên nó mới triển khai ra viết kịch bản. Rồi Donnie đóng dài cho từng người luôn. Chứ không phải là viết xong rồi mới đi tìm diễn viên. Nói chung là thật ra là hả Gia đình Cục Xúc á, mọi người coi phim mọi người nghĩ là do diễn viên đem lên diễn như vậy, chứ ngoài đời không có. Thật ra không có nha, ở ngoài đời có những con người á là tính tình rất là cộc cằn vô lý, nhưng mà hai cái là rất là cục xúc. Ủa sao vậy? Sao vậy? Hai cái là không nhớ đâu, cái tiết tấu nó lại chậm lại, nó chì không ít 5 giây rồi. Tiger
nó ghi thoại đầy đủ hết cho mọi người luôn, sẵn sẵn thoại hết cho mọi người luôn, mọi người chỉ vô thoại là đúng cái e đó, đúng cái e đó mà diễn thôi á. Hay cái, có ghi luôn cái hành động cho làm khúc nó phải nhảy bún lên không à? Đúng e đó rồi, lúc đó diễn xong là bún lên. Cái e bún lên không có, cái đó là sáng tạo. Chỉ là có trời ơi anh quên mới làm được cái điều đó. Khi mọi bấm máy quay á, Khoáng nó nhắn tin cho em mỗi đêm, Khoáng nó nhắn tin cho em mỗi đêm. Hồi nãy bị một lần rồi không đi bác. Ủa là nãy đây, có đây, rồi đây, hả? Đây 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 là đây. Nãy có bị rồi hả? Chương trình cua lại giùm em à. Thấy chưa là có rồi, là có rồi, hai lần đi vui vẻ. Chương trình này là mời công nghệ ba tới đây. Như vậy hay lắm bác, nó cạnh tính cách của mỗi người để nó đo đi đóng dài hết á. Trời ơi, dễ gì. Hay quá ha. Hay quá kìa, kìa trời ơi, ướt át nghe chưa. Chuẩn bị bắt đầu vào trò chơi thì cũng đơn giản thôi, cũng những luật đó. Sao mình không bắt đầu sớm, chờ tới lúc em xỉn rồi bắt đầu. Không, nãy giờ là khai vị thôi, bây giờ nè, cứ thắng là được ăn. Ok. Cứ thua thì phải quặng. Rồi, nhìn hình nha. Hình đầu tiên. Ai trả lời được cái gì? Đây là câu ca dao tục ngữ. Em lặng thời gian. Em lặng thời gian. Mà đó một cụm hay là một từ? Đó, hai câu. Ủa vậy đó hả? Ủa chưa chơi mà chưa bắt đầu mà. Bắt đầu rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà có cái đống này vô? Không đón được là được người kia đón. Hai Thảo. Hai Thảo. Rồi. Không kêu là ảo kìa. Ý bắt ọc ọc đi. Ủa đây là có ba đứa mình thôi mà chị giao lưu với ai vậy? Giao lưu với ai đây vậy? Xỉn rồi. Tự nhiên nhìn ra đường kêu. Tách tay mà. Tao đi chơi với anh kia vậy? Có gia đình luôn ngoài đó đâu. Gia đình ở dưới quê á. Nghèo riết là khờ. Gia đình ở dưới quê á. Tách tay ở đây nè, hoạt động nghệ thuật nè. Gì mà gái nhảy đầm. Đâu. Đây nè, đưa hình nè. Gái nhảy đầm mà còn lúa là lên thành vô thành. Ôi, hay vậy? Thôi, câu cuối đi, cho em đi. Tâm tiền, thư tiền. Rồi, là gì? Gì? Đâu? Đâu? Hồi xưa có học chuyên văn không? Sao mà giỏi mấy câu ca dao tục ngữ vậy? Chị mà. Qua. Rồi câu này không được là hai người cùng uống. Rồi câu này không được là hai người cùng uống. Câu nào không, câu nào được là người đó không muốn. Ông gì đó. Câu này đáp án là chọn mặt gửi vàng. Trời ơi trời. Câu tiếp theo nè. Gợi ý nè. Nhìn cho mọi người nhìn rõ nha, khán giả nhìn được luôn. Mèo mã gà đồng. Quặng liền một cục. Ngắm. Trời. Rồi, 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 rồi. Nè. Đã quá. Chẳng lẽ chừng ướt chừng ráo. Nước có chân mới nhảy. Trời. Trời ơi. Càng nãy giờ chưa mất nhịp thôi. Hay quá, hay quá. Quá hay luôn á. Người ta trả lời đúng mất gì ăn. Buồn. Đâu. Ta trả lời đúng mất gì ăn. Hay vậy quá. Du được ăn. Du, du gì? Mọi người ăn là du được ăn. Không cho phép, không cho phép. Câu đầu tiên nha. Này. Nhìn lại đi, nhìn lại đi câu đầu tiên. Tiền hỏi gì? Than là cảm nè. Tiền cảm hậu tấu. Tấu được chưa? Được không? Trả lời được không? Thôi thua đi, con này thua. Thua thì hai người sao? Đó là gì? Đó là gì? Tiền nào của đó. Trời đất ơi. Đó. Đó.
đây là đó. Trời ơi, ban tổ chức. Đó. Đó biên tập ơi, tiền nào của đó. Cái này là dạng thạc sĩ, mới nghĩ ra được nha, tiến sĩ luôn. Chủ dân đăng đây. Thôi thôi, đừng có cãi. Dân thường không nghĩ ra, mà. Các bạn nghĩ ra là. Mà dân xỉn nữa, nghĩ ra dân ra. Game nào biên tập đó. Các bạn tại sao có thể nghĩ ra được như vậy? Các bạn của chương trình. Các bạn của chương trình. Tiền nạp của đó. Uống nha. Đây, gì hết chú. Hay vậy đó. Rồi, câu tiếp theo nè. Không biết nữa là thôi thua. Chắc quay gì mà tôi học đó. Đó. Trời đất ơi, tỉnh nè. Tỉnh táo nè. Thôi, tự lên. Xúc nữa. Vậy quá. Trời ơi, tôi không ăn được cục nào hả? Để mình chủ quán mình ăn ở trong quán đi. Mời khách tới đây mình nãy giờ ăn. Nát mấy cục tao là thả vô. Gấp vô nát là thả vô. Không có gấp mà ăn. Thôi, tiếp theo nè. Câu tiếp theo nè. Câu đầu tiên dễ nha. Gấp lửa bỏ tay người. Chị sao em không có 5 giây rồi. Rồi. Câu tiếp theo nha. À, lấy mẹ để lấy con. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy tầm nào chưa? Mới ở cái tầm nào rồi. Trời ơi. Rồi, câu tiếp theo nè, dễ nha. Cái nhà rồi đấy mà chuột. Chị lại thua em nữa rồi. Cái nhà rồi đấy mà chuột. Cái nhà rồi đấy mà chuột. Thấy chưa, chị thua em kìa. Dễ đi. Dễ. Đáp án cuối cùng nè. Anh ơi, chưa cái này chưa cuối cùng, cuối của cái tờ này thôi chứ chưa cuối cùng. Ông đi rồi tôi cho thấy. Rồi bung ra. Ông nói gà mà nói vịt. Chưa chị. Đây chị. Wow. Không làm vậy. Chơi vậy kệ đi, nó mất cái phước em. Hàng triệu. Chơi vậy mất cái phước. Rồi, để dễ nha. Đưa cái nhìn nói liền nha. Yeah. Ai nói kịp là thua nha. Rồi. 1, 2, 3. Lên nhà xuống chó. Trời, nhỏ này chơi dơ. Không đồng đúng không? Không anh, nó chơi dơ. Không đồng nhau đúng không? Hồi nãy đỡ cái đứa mà ngồi che vậy anh. Đã nhìn trước nhìn lén á. Chưa kịp rút ra là nói rồi. Quốc. Thôi kệ đi. Ờ đúng rồi, đời người ta nói lên cho xuống chó mấy không, hồi không có, đây là quả báo nhãn tiền. Còn cái cuối cùng đây rồi chị đừng có chạy đường nhà đó chứ đường nhà hay gì, hai người thắng thì hai người ăn. Và sau đây là cái phần gọi là biết được cái điểm số. Chị Quơ là 10 điểm đúng. Wow. Anh Tiger là 8 điểm đúng. Oh, đủ điểm giỏi rồi. Nhưng cái là điểm giỏi thôi. Còn cái điều là cái điểm giấy bông hồng á, cái điểm giấy bông hồng là cái điểm nào là điểm hạnh kiểm á. Sai 7 lỗi. Thấy chưa? Chưa. Du cũng sai 7 lỗi. Chưa. Ủa 7 lỗi là nhiều lắm á. Quán quân thuộc về chị Quơ 9 lỗi. Trời ơi. Là chơi dơn 9 lần luôn hả? Đúng. Là chơi dơn 9 lần luôn hả? Là chơi dơn 9 lần luôn hả? Đúng rồi. Nói với ai đó chị nhân đi. Đây là tròn 10 lỗi luôn. Đó. Ăn nằm với biên tập. Ủa? Không, tức là lời qua tiếng lại. À, không, cái gì? Nó gọi là... sao cửa trước. Vừa rồi á, hai người có được cái gì gọi là thành công nhất định? Ừ. Hoặc là từng tiếc nuối mất những cái điều gì mà mình gọi là quý giá mà chưa có làm được không? Thì năm vừa rồi là cái được đầu tiên của Tiger đó là được cái một cái series mà khán giả đón nhận nồng nhiệt như vậy. Tại vì trong cái thời điểm vừa rồi mà để làm được sản phẩm thì cũng rất là khó. Tại vì hầu như là nửa năm là chúng ta phải ở trong nhà hết rồi. Đúng rồi. Cho nên là làm được cái series vậy thì Tiger rất là vui. Và mất đó là chúng ta mất rất là nhiều cái năng lượng tích cực. Tại vì trải qua những cái chuyện không vui từ cuộc sống và từ anh em nghệ sĩ trong nghề, những cái chuyện nó không vui thì đôi khi chúng ta cũng cảm thấy là bị mất cái nguồn năng lượng tích cực á, nó hơi bị tiêu cực chút xíu. Chung lại. Đó. À. Không quên.
qua được á là đó, qua mất trước đi. Qua mất á là mất thời gian, mắc nợ. Được là mắc nợ gì? Thì mất á, mất này tiền bạc á, mắc nợ rồi được là mình được rảnh nè. Chính ra là được chứ mất tới vô lúc bình thường không có giá trị luôn á, vô thường á, vô thường. Được ra là được rảnh, mất là mất được rảnh. Vì cuộc sống ai cũng chắc cũng lầm than lắm á. Vậy tính ra là mất hết chứ không có được gì. Tính ra là có làm được cái gì đến chuyện đâu à. Không, nói chung là được cái giai diễn ấn tượng quá trời. Da ba lùi dễ thương. Với lại cái tố chất người con gái bình thường. Nói chung là được là em được những cái kỷ dạ, với lại được những cái kỷ niệm mà mình tự tạo ra của mình trong cái thời gian mà mình nghỉ dịch á, nó rất là quý. Lúc mà ở nhà một mình tạo ra kỷ niệm với ai vậy? Không có tham gia cái công tác là đừng cuộc chơi quảng cáo để em tham gia thôi, đó là tình nguyện viên. Đừng cái đó nhiều người đi lắm, nhiều người đi thôi. Đừng không, đừng mình đi đường mình phải kể. Đừng có nói chị đi tới vợ nha. Đừng là đi tới vợ hay vậy, đừng nói chị được bằng khen nữa. Là những cái đó đúng không? Dạ được bằng khen đó. Là có gì con có là cống hiến cho đất nước, cống hiến cho xã hội. Dạ. Nhưng đây năm mới thì ở đây toàn là những người trẻ hết, thì thôi cho Tiger nói trước đi. Tiger có những cái gì là cảm giác sao khi mà bước qua một cái năm mới ở một cái cuộc sống nó bình thường, nó tốt hơn mọi thứ, cảm giác sao? Năm mới thì ai cũng vậy, mang một cái tâm trạng mới khi mà chúng ta vừa trải qua những cái biến cố, nói chung là đáng nhớ trong cuộc đời á. Một năm mới mở ra những cái trang mới và Tấn Phát mong muốn là sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả những cái dự án mới của mình, và mang cái tiếng cười chủ đạo. Tại vì qua những cái sản phẩm thì chúng ta có thể truyền tải những cái thông điệp nó cụ thể và nó gần gũi nhất đến với khán giả. Một năm vừa qua nó quá trời buồn rồi, cho nên là Tấn Phát muốn mượn cái tiếng cười để mà có thể gửi đến nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả quý vị khán giả trong năm mới, năm 2022. Là qua năm dần rồi, mình bắt đầu mình trả nợ dần dần nè. Năm ngoái mình quậy nợ. Quậy nợ. Mình trả nợ. Năm dần là trả nợ dần dần nè. Đi làm dần dần nè. Bình thường mới dần dần nè. Nói chung là thích nghi dần dần. Ý của Tiger đó là một cái năm gọi là được mọi thứ bắt đầu lại mọi thứ. Cái nhịp sống dần dần. Dạ. Năm mới thì quên thấy mọi thứ nó cũng bắt đầu lạ lắm đó. Bắt đầu em bắt đầu lại là lạ quen, lạ đúng rồi, em ở nhà riết em quen sợ đám đông đúng rồi. Ví dụ bạn bè rủ đi cà phê hay là cái gì nó cũng rất là hạn chế, tại vì mình cũng ngại. Mình bắt đầu từ từ đi, mọi thứ nó an toàn nhất có thể thì mình sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Gói lại bây giờ năm mới 2022 thì anh Tiger với lại chị Du có những kế hoạch dự định gì cho tương lai chưa? Tương lai gần đi ha. Tương lai gần thì đang là chúng ta vừa đón cái Tết Tây, thì Tiger là cũng đang ấp ủ là sản xuất cái gia đình phục súc mà nói về Tết đó, để trong mấy ngày Tết thì quý vị khán giả có thể mở những cái sản phẩm đó ra, có tiếng cười ra vô rồi nó cũng vui vẻ, nó phấn chấn. Mở từ mùng 1 đến mùng 10 cho em. Thì đó là cái tương lai gần. Khán giả ủng hộ nhiều khi Linh Phát làm 100 tập luôn không chừng á. Dạ. Và cái tương lai xa thì biết đâu gia đình cùng xúc lên bản điện ảnh thì sao. Rồi. Đúng rồi. Ai cũng có ước mơ rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Còn chị có ước mơ gì trong năm 2022 chưa? Em thì kế hoạch thì em cũng chưa có, nhưng mà dự án thì đã có, nhưng mà đầu năm thì cũng sẽ tung với những dự án nhỏ nhỏ thôi. Cũng tung nha. Dạ tung. Và những cái dự án đó là được cộng tác với lại công ty VTB Entertainment. VTB Entertainment. Dạ, hứa nha, hứa trên sống nha. Mà hy vọng năm nay mọi người, những cái gì mà ấp ủ, những cái dự định của mọi người chưa được thực hiện sẽ được thực hiện trong năm nay và sẽ thành công luôn. Đó. Cảm ơn anh Du. Nhớ tên không? Cảm ơn Du. Vậy em muốn mấy lần rồi. Rồi, kết lại là Tiger là mắc lỗi 9 cái. Hai người đồng giải thưởng dễ nhất luôn là chị Quơ với anh Du là 10 lỗi. Trời ơi, tính ra là tôi là hơi bị đỉnh nha. Ủa? Minh Mẫn. Sao nãy em thấy nó u nói quá trời mà sao nó có 9 lỗi vậy ta? Nếu mà tính là chị 11 đó, mới nói cái gì? Đừng nói càng sai. Nói nữa. Bây giờ là Phát có gửi lời chúc gì đến khán giả không? Chúc chứ Tết mà.
giờ được nói tên này hả? Nhân dịp năm mới thì Tấn Phát xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả xa gần trong nước ngoài nước gì cũng vậy. Đầu tiên là có thật nhiều sức khỏe nè, tại vì có sức khỏe là có tất cả. Và trải qua những cái điều không vui, chúng ta hãy cứ đón nhận những cái điều mới. Hãy xem nó là cái nguồn năng lượng tích cực để chúng ta có thể đi tới những ngày mai tươi đẹp hơn. Nói chung là tóm lại chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe. Quy Thảo cũng kính chúc sức khỏe quý vị khán giả và một năm mới mình thật là bình an. Trong cái đại dịch này mình có thể vượt qua một cách bình an và mình luôn giữ cho mình một cái sự năng lượng tích cực cũng như là hạnh phúc gia đình. Mình cứ dành cái thời gian đó cho gia đình đi, mình sẽ cảm thấy là nó cũng không có quá tệ. Mọi người, em hy vọng là mọi người sẽ có được những cái thời gian bên gia đình thật là quý giá. Chị Phương cũng xin gửi lời chúc khán giả nhân dịp một năm mới là lúc nào cũng sống một mình cũng tươi trẻ, lạc quan, yêu đời tích cực, đặc biệt là lúc nào cũng hạnh phúc. Chúc cho mọi người một năm mới 2022 làm đâu thắng đó bạn sự như ý. Dạ, và nó rất là vui tại vì lâu lắm rồi anh chị em mình mới là ngồi xuống ở một cái quán để mà cùng nhau nâng những cái những cái ly bia và ăn những cái món đúng rồi, mình thích lâu lắm này rồi, lâu lắm rồi. Và chúng ta cũng nên đôi khi là lâu lâu mình dành một cái buổi dành thời gian cho bạn bè người thân hoặc là gia đình đó. Nãy giờ á dành cho nhau nhiều quá sợ chút xíu nữa là đi xe về sao. Yên tâm đi, trời ơi taxi đậu đợi em lại kìa. Em cũng có người chở nha, yên tâm chở. Em tâm lý tâm lý là sao? Bị câu này trả lời câu kia là sao? Em tâm lý là sao? Ấy là em tâm lý chuẩn bị là đi ăn đi uống nọ này là nọ. Là có người đón đúng không? Có người đón, người đón người đưa. Đi về. Người đưa. Trả lời không đúng rồi đó. Người đón người về nha, ở đây là có người đón người đưa. Ăn uống thoải mái nhưng mà đã được có người lo về cho nên phải đi. Alo, rồi sắp xong rồi. Rồi em ra liền. Taxi nó tính từng phút, nó tính tiền. Bỏ chào kích lẻ lẻ cho về. Cảm ơn hai bạn Tấn Phát và Nguyễn Thảo đã nhận lời tham gia chương trình Thưởng thức có trách nhiệm. Và tới đây tất cả mọi người xin gửi lời chúc đến tất cả khán giả đang xem chương trình có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Chúc mừng năm mới. Ôi trời, pháo bông nó bắn vào giật mình quá. Nay mùng 6 mà pháo bông. Ủa dạ. Mùng 6 mà pháo bông, trời ơi. Vậy là em bắn rồi. Bắn ở bên nhà có công kìa. Bờ là ăn đi. Là súng như vậy bông. Bắn thẳng qua đây. Tự nhiên qua cái nghe đùng đùng. Là xe trên đầu mày kìa. Cái điểm đỏ đỏ đó kia chán mày kìa. Ông coi đầu ứng của em. Bóp còi cái bà đứa ăn hương hoa. Nhai hoài cười không hút được luôn á. Trời ơi, trời ơi.